Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ họp về một cái chủ đề, đó là về thời tiết nhé, the weather. Chắc chắn trong thời tiết nó sẽ có mình để có nắng, có mưa, có gió gì đấy, chắc vậy. 5 weeks đúng không, là năm tuần. Bạn có thích thời tiết ở Hà Nội không? Sẽ là Do you like the weather in Hà Nội? It is cold this week. 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 Có nghĩa là trời lạnh, tuần này thì trời lạnh rồi ta. Tuần này thì lạnh. Đúng không? Đúng rồi. 5 tuần sẽ là 5 weeks. I love warm weather. Hả? À, I love warm weather. Có nghĩa là tôi thích thời tiết ấm áp. Tối nay trời lạnh sẽ là is cold tonight. Tonight. Đúng không? I like the weather this week. I like the weather this week. Có nghĩa là tôi thích thời tiết tuần này. Hôm nay thì ấm sẽ là warm. Nó có phải là động từ không ta? It's warm. Nếu mà nó là động từ thì không thể nào có từ is trong này được. Nhưng mà mình nghĩ ấm áp thì nó không phải là động từ. Cũng có thể, mình không biết. It is warm today. À, I don't like cold weather. I don't like cold weather. Có nghĩa là tôi không thích trời lạnh. Không, mình nhớ có chủ đề nào mình có ghi trong vở rồi mà mình nói chú nò với. Tuần này thì ấm sẽ là It is warm this week. It is cold in Hanoi. Đúng không? It is cold in Hanoi. Có nghĩa là trời thì lạnh ở Hanoi. Tôi thích thời tiết hôm nay sẽ là I like the weather today. Not today, bởi vì ta như bởi today của BTS đó. Ấy giờ quay nữa. It is cold in New York. It's cold in New York. Học có thể nói từ in với từ the của cold in New York. It's cold in New York. Họ đọc sao ta? It is cold in New York. It's cold in New York. It's cold in New York. Chữ the với chữ in nó thành chữ đình. It's cold in New York. Có nghĩa là trời thì đâu rồi? Trời thì lạnh ở New York. Bạn có thích thời tiết ấm không? Sẽ là Do you like do you like the warm weather? Có chữ the không nè? Mình làm warm nhưng mà mình quay mất. Do you like warm weather? Không, cũng phải có từ the xác định chứ ta. Do you like the warm weather? Đúng rồi. It is warm this week. It's warm this week. Có nghĩa là trời. Trời chứ không phải là trời. Trời là từ gì ta?
Trời thì lạnh, quên, trời thì ấm áp tuần này. Càng xong rồi. Ở đây thì ấm sẽ là, ủa nó sao ta? Ở đây thì ấm sẽ nói sao ta? Trời, ở đây thì ấm à, mình biết là it is warm here. Ở đây là từ here thì ấm là it's warm. Có từ it body is warm here. It's warm here. La la la. Tuần này thì quá nóng hả? Tuần này thì quá nóng sẽ là it is very hot this week. It's very hot this week. Yeah. Vậy là chúng ta đã xong một level của chủ đề, đó là thời tiết. Bye bye.